Xin chào các bạn. Clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thẩm tra một cái đơn giá dự toán và cái file dự toán của nhà thầu hoặc là tư vấn gửi cho chủ đầu tư. Thì như các bạn biết là cái việc thẩm tra dự toán thì từ trước giờ các cái đơn vị quản lý nhà nước như là các cái phòng công thương ở các huyện, rồi các cái phòng quản lý hoạt động xây dựng ở các sở hoặc là các chủ đầu tư để kiểm tra lại các cái file dự toán mà nhà thầu tư vấn lập, thì thường là các bạn thường là lấy file cứng là file bản in, sau đó thì tra lại cái mã hiệu. Ví dụ là tôi tra lại cái mã như này để tôi kiểm tra lại xem cả cái đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy có được áp dụng đúng đủ so với cái đơn giá công bố không. Thì cái việc thẩm tra như vậy nó gặp rất là nhiều khó khăn, vì nó gây rất mất nhiều thời gian và nhiều khi là các bạn cũng không thể kiểm soát hết được, và tra cái trên giấy tờ thì nó cũng gây ra bất tiện cho các bạn rất là nhiều. Thế thì từ cái việc như vậy thì chương trình dự toán ETA đã phát triển một cái tính năng rất hay, đó là tính năng thẩm tra. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các phòng quản lý đô thị, rồi các cái phòng thẩm tra thẩm định, cũng như là các phòng quản lý hoạt động xây dựng ở các sở xây dựng trong các tỉnh, hoặc là các cái đơn vị chủ đầu tư có thể kiểm tra được cái file dự toán của các nhà thầu, các đơn vị tư vấn gửi lên một cách nhanh chóng và chính xác nhất so với đơn giá gốc. Thì tôi sẽ có một cái bài tập cụ thể như sau, cũng lại quay về cái file dự toán trước đó. File dự toán basic thì các bạn thấy là đây là một file dự toán mà nhà thầu hoặc là tư vấn đã lập. Thì các cái đơn giá này hiện nay là của ASIC đã bị lỗi phông, thì các bạn thông cảm và nhìn, hoặc là tôi lấy một cái file nó cụ thể hơn là cái file của dự toán từ ETA xuất ra cho nó rõ. Đó, các bạn thấy như thế này. Thế thì thông thường cái file dự toán như thế này thì các bạn thường là phải tra lại trên giấy để kiểm chứng lại cái kết quả đơn giá này xem đúng hay sai. Thế thì tôi ví dụ luôn, ví dụ trên máy Excel này mà các đơn vị tư vấn nhà thầu cố tình sửa chữa đi, ví dụ đơn giá vật liệu tôi sửa như này, đơn giá nhân công tôi sửa như này, và đơn giá máy tôi sửa như này. Đó. Thế thì khi mà các bạn thẩm tra trên giấy, trên bản in thì các bạn thấy đơn giá này sai, các bạn đánh dấu vào đây đúng không ạ, hoặc gạch bỏ nó đi. Thế tôi gạch bỏ nó như này. Đó. Gạch bỏ, lấy bút chì các bạn gạch vào và in hồ sơ thẩm tra ra, thì như vậy rất là thủ công đúng không ạ. Thì tôi sẽ làm một cách trên này nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều trên cái chương trình dự toán ETA. Thì tôi sẽ lấy toàn bộ cái file Excel này khi nhà thầu hoặc là đơn vị tư vấn gửi cho các cái file dự toán bằng Excel, thì các bạn làm như sau. Tương tự như cái bài clip hướng dẫn lần trước tôi đã hướng dẫn là các bạn lấy file Excel. Thì đây các bạn kích vào file mở công trình Excel, các bạn chọn về cái file Excel cần mở, chính là cái công trình A đúng không ạ. Đó. Thì các bạn thấy ngay được cái kết quả là sau khi lấy file Excel thành công thì các cái đơn giá nó có vấn đề so với đơn giá gốc. Tôi nhấn mạnh lại với các bạn là có vấn đề so với đơn giá gốc cũng là đơn giá công bố. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy là tôi đang thực hiện cái đơn giá của tỉnh Nghệ An theo quyết định số 5913 công bố năm 2015 tháng 12 2015, thì nó đối chiếu khi các bạn lấy cái số liệu này vào thì xem vào thì nó đối chiếu với dữ liệu gốc trong cái quyết định 5913 này không phù hợp, thì nó sẽ báo đỏ để cho các bạn biết là cái đơn giá này nhà thầu tư vấn đã sửa chữa đúng không? Hoặc là có vấn đề gì đó. Thì để thẩm tra xem là cái việc vấn đề đúng sai nó như thế nào. Đó, thì các bạn làm như sau, sau khi lấy vào thành công các bạn kích vào cái menu thẩm tra. Đó. Thì các bạn thấy ngay kết quả này, chương trình nó sẽ kiểm tra được cho bạn luôn. Đây. Cái mã thứ nhất đúng không ạ? Đơn giá sai, nguyên nhân nó sai do đâu? Đơn giá gốc ở đây nó thể hiện là 655.031 đồng. Còn cái đơn giá mà nhà thầu tư vấn đã sửa là 123.456 đã bị gạch đỏ đúng không ạ? Và đơn giá đúng nó thể hiện phía dưới. Tương tự như vậy, công tác số 2, đơn giá nhân công sai, công tác số 1 bao gồm đơn giá vật liệu và đơn giá máy sai. Đó. Thì tôi xin chia sẻ và nhấn mạnh lại với cái việc đúng sai này, là nhấn mạnh với các bạn là nó kiểm tra về dữ liệu gốc, chứ ở đây không nói là đơn giá đúng sai, vì nó có nhiều cái tình huống xảy ra. Thì tôi cũng xin chia sẻ luôn là đây là một tình huống thì rõ ràng là so với đơn giá gốc đúng sai rồi, nhưng tuy nhiên cũng có những tình huống như này mà các bạn có thể chấp nhận được. Tôi ví dụ như là trong cái đơn giá vận chuyển đây, vận chuyển 1.100 mét, đúng 1.000 mét,
đơn giá của vận chuyển 1.000 m là 24.111 đồng. Thế trong thực tế các bạn thấy là vận dụng cái công tác của một cây số này để tính toán cho 10 cây, đúng không ạ? Thì thông thường các bạn sẽ làm cái thao tác là trên Excel hoặc là trên một số phần mềm chạy trên Excel, thì các bạn sẽ nhân trực tiếp vào đây, đúng không ạ? Nhân trực tiếp vào đây như thế này. Như vậy đơn giá thể hiện đây là đơn giá của 11 cây, đúng không ạ? Bao gồm một cây đầu cộng nhân với 10 cây tiếp theo thì là 241.000, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng ở đây nó cũng cảnh báo màu đỏ, và nó khi thẩm tra thì nó cũng báo sai, báo sai cho các bạn biết. Đó, những cái sai này thì nếu như mà các bạn chấp nhận cho họ sửa tắt như vậy thì mình cũng được hiểu đó là đúng. Và đương nhiên tất nhiên cái phần tên công việc này nó lúc này nó không phải là 10 cây nữa, mà nó phải là 11.000. Nó như thế này thì nó mới là chuẩn, đúng không ạ? Đó thì đấy là một cái tình huống mà khách quan, là chủ quan do ta sửa và được chấp nhận, chấp thuận, thay vì các cái đơn giá này là sửa nhưng mà không được chấp thuận thì không 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 giải trình ra được, thì cái việc là báo đỏ và gạch đỏ là như thế, thì cũng cũng giải thích cho các bạn rõ cái nguyên nhân là cái chức năng thẩm tra này mục đích của nó là gì, là nó so với dữ liệu đơn giá gốc thấy không phù hợp thì nó báo cho các bạn, còn việc đúng sai là do chủ đầu tư và nhà thầu quyết định với nhau. Đó, thì đây là một trong những cái tính năng rất là ưu việt của chương trình dự toán ETA, là sẽ giúp cho các cái cơ quan quản lý nhà nước rồi các cái đơn vị chủ tư có thể kiểm tra kiểm soát được cái hồ sơ dự toán mà nhà thầu tư vấn đã nộp gửi cho mình. Đấy. Thì thông thường thì tôi nhấn mạnh lại cái vấn đề này, là thông thường các bạn sẽ phải gõ đơn giá này ra. Đó, ví dụ thông thường là bạn lấy Excel vào thì các bạn phải chèn thêm một dòng, đúng không ạ? Nhấn thêm một dòng này. Đấy, để đối chiếu giữa đơn giá gốc và đơn giá tư vấn nộp. Đó, thì như vậy nó sẽ rất là bất tiện và mất thời gian các bạn. Thì cái việc là thẩm tra là rất là đơn giản như vậy thôi. Sau khi mà các bạn đã có cái kết quả thẩm tra, tôi muốn trả về cái đơn giá đúng, đơn giá gốc, ví dụ ở đây đơn giá của Nghệ An gốc 2013 15, thì các bạn chỉ cần kích vào cái nút tra. Và cái nút tra này thì ở cái clip trước tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, nó có rất nhiều cái công dụng trong cái phần tra này. Tra này là tra này giữa công trình này, công trình A sang công trình B hoặc từ tỉnh A sang tỉnh B, các bạn cũng dùng cái chức năng này và các bạn tra. Đó. Thì nó sẽ trả về đúng cái đơn giá đúng cho các bạn ngay. Thì đây là một trong những tính năng rất là ưu việt và nó sẽ hữu ích, giúp ích cho các bạn rất nhiều trong trong việc thẩm tra dự toán, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các bạn như vậy. Trên đây là cái hướng dẫn cho các bạn cách thẩm tra. Thì, mong rằng là các bạn thực hiện cái việc thẩm tra này một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.